Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Clopas cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đề rước bà về nhà mình. Cộng đoàn thân mến, hôm nay thứ bảy thánh, chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt của mẹ Maria, mẹ đứng dưới chân thập giá, mẹ thông phần đau khổ với con của mẹ, mẹ thông phần cuộc khổ nàng với con của mẹ và lời xin vâng của mẹ lúc này là lời xin vâng đỉnh điểm Cuộc đời của mẹ từ khi sứ thần ngọ lời Này tôi là nữ tỳ thiên chúa Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền Từ khi đón lời xin vâng Không phải lúc đó là một lời xin vâng xong Mà cuộc đời của mẹ từ đây là một chuỗi xin vâng Đón nhận con thiên chúa vào đời Đón nhận con thiên chúa nhập thể giáng sinh làm người Mẹ bắt đầu bỏ ngọ cuộc đời của mình Tất cả cho thiên chúa Chúa đền liều trên đời của mẹ những gì Chúa muốn. Chúng ta thấy mẹ vâng lời cùng với Thánh Du Xe bồng bế Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Và ở Ai Cập vâng lời đón Chúa Giêsu trở về. Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Khi bị con thất lạc, mẹ cùng Thánh Du Xe bông bạ tìm kiếm ba ngày trời và định điểm sự vâng phục của mẹ là dưới chân thập giá mẹ đứng đó chứng kiến tất cả những cặn đời mẹ đứng đó chứng kiến tất cả những khuôn mặt những con người mà con của mẹ đã thi ân sáng phúc những lời nói đóng đinh nó đi đóng đinh nó vào thập giá là những lời thấu búa con tim của mẹ những lời xì vã, những lời đánh đập của quân lính, những đòn roi vào Chúa Giêsu cũng như đánh vào con tim nát tan của mẹ và mùi đồng đâm thâu con tim của Chúa Giêsu cũng là mũi đồng đâm chính trái tim của mẹ. Chúa gục đầu, Chúa tắt thở. Từ đây mẹ không còn biết bám víu vào đâu. Người con độc nhất là Chúa Giêsu được ban tặng. Người con độc nhất mà chính cha ban tặng cho nhân loại và mẹ cứu mang bây giờ không còn chỗ tựa nương, mẹ không biết bám vào chỗ nào. Thiên Chúa lột sạch tất cả, Thiên Chúa không cho mẹ bám víu vào đâu. Để từ đây lời xin vâng của mẹ là lời xin vâng đẹp nhất lúc này. Mẹ luôn đứng vững dưới chân thập giá, đứng với con mình chứng kiến cái chết của con mình vì nhân loại cộng đoàn thương mến thứ bảy thánh khuôn mặt của mẹ dưới chân thập giá mời gọi mọi người chúng ta trong hành trình và biến cố lòng tin của mình nói gương mẹ Maria để chúng ta thấy lời xin vâng của mẹ luôn luôn trải dài lời xin vâng của mẹ để Thiên Chúa luôn luôn lột bỏ tất cả từ từ và rồi đến điểm là dưới chân thập giá Thiên Chúa lột sạch, tước đoạt tất cả để mẹ không còn là gì. Lòng tin của mẹ là thế. Luôn tín thác và tín trung, luôn đứng vững và yên ngang. Chúng ta là những người con cái của mẹ. Giỏi bước theo mẹ và chúng ta nhìn lên màu gương của mẹ để chúng ta luôn luôn trung thành với lòng tin của mình. Để cho dòng sóng gió cuộc đời có những lúc vùi dập chúng ta cho dẫu cuộc sống đức tin của chúng ta mờ mịt trong đêm tối nhưng chúng ta hãy nhìn lên mẹ mẹ bên chúng ta mẹ nâng niu chúng ta mẹ yêu thương chúng ta và mẹ sẽ bồng bế chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu cùng với mẹ trong hành trình lòng tin chúng ta tin thác vào Chúa chúng ta yêu mến Chúa và khi đó thì Chúa sẽ đổ đầy tràn ơn phúc và sự bình an cho chính mọi người chúng ta Lạy mẹ Maria, lòng tin của mẹ luôn vững vàng và lòng tin của mẹ, lời xin vâng của mẹ luôn bỏ ngọ hoàn toàn cho Thiên Chúa. Xin cho mọi người chúng con là con cái của mẹ như lời Chúa đã trao phó. Này là mẹ con và đây là con của bà. Ta là con cái của mẹ Maria. Hành trình lòng tin của chúng ta gắn chặt với mẹ để mẹ sẽ dựng chúng ta tin tưởng cày trong phó thác và cứu giúp chúng ta trong mọi biến cố trong mọi đau thương và ta sẽ vững vàng lòng tin tiến về quê trời tiến về sự phục sinh như chúa đã hứa cùng với mẹ maria amen